Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Lionel Messi có thể quay trở lại thi đấu cho Barcelona sau khi đã chấm dứt hợp đồng theo dạng tự do với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Dù nhận về rất nhiều lời mời hấp dẫn từ những đội bóng lắm tiền nhiều của, đặc biệt là đại diện đến từ Ả Rập Xê Út, Al Hilal. Được biết, câu lạc bộ giàu có vùng Trung Đông đã gửi một lời đề nghị với mức lương thưởng gây choáng nhằm thuyết phục Messi và gia đình chuyển đến Ả Rập Xê Út sinh sống và thi đấu. Trên trang Twitter cá nhân, ký giả nổi tiếng Fabrizio Romano có những tiết lộ như sau về lời đề nghị. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, chi tiết hợp đồng đã được tiết lộ. Tiền lương hơn 400 triệu euro một mùa được đảm bảo, cộng với phụ phí từ các hợp đồng thương mại trong vòng 2 năm. Đây đã và vẫn đang là lời đề nghị chính thức từ phía câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út gửi đến Messi. Sớm chờ đợi quyết định cuối cùng từ tiền đạo người Argentina. Trước đó, ký giả người Italia cũng chia sẻ rằng câu lạc bộ của MLS Inter Miami cũng đã gửi một lời đề nghị chính thức đến Messi. Tuy nhiên, khả năng Messi đến Mỹ thi đấu là không cao khi Barcelona vẫn muốn nỗ lực mang Messi trở lại Camp Nou. Ngoài ra, chính những người thân cận của Messi đã tiết lộ rằng anh chàng mong muốn quay trở lại tái hợp đội bóng cũ. Messi muốn trở lại Barcelona. Tôi cũng muốn điều này. Chúng tôi khá tự tin. Barcelona rõ ràng là một sự lựa chọn. Các bạn sẽ sớm biết thông tin thôi. Bố cũng là người đại diện của Messi, ông George chia sẻ với Sport như vậy. Và mới nhất, một thông tin vô cùng khởi sắc đã đến với thương vụ này. La Liga chính thức bật đèn xanh cho thương vụ đưa Messi quay trở lại Barcelona. Ban tổ chức giải đấu cao nhất xứ sở bò tót đã chính thức phê duyệt kế hoạch của Barcelona thông qua giấy tờ. Việc của Laporta cùng các cộng sự bây giờ là cấp tốc bán cầu thủ. Tuy nhiên, đây lại là điều vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là ban lãnh đạo Barcelona đang tỏ ra bất lực. Thực hư ra sao? Xin mời quý khán giả tìm hiểu cùng yêu bóng đá. Như trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com, cực kỳ xịn sò nhá. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Có một sự thực, Lionel Messi không thể mãi đợi Barcelona đưa ra phương án giải quyết những khó khăn tồn đọng trong phim vụ này. Nhất là khi mọi diễn biến vẫn đang rối như canh hẹ và xảy ra theo chiều hướng bất lợi. Leo chắc chắn muốn biết mình sẽ chơi ở đâu sớm nhất có thể để không phải sống trong viễn cảnh nơm nớp lo sợ như cuối hè năm 2021, thời điểm đội bóng SC Catalonia bất ngờ tuyên bố không đủ tài chính để thanh toán tiền lương cho anh và cũng không thể giữ anh lại. Phải thừa nhận, Leo khi ấy như sụp đổ dù vừa giành lấy vinh quang tại Copa America 2021 cùng với các đồng đội tại đội tuyển Argentina. Một số nguồn tin thân cận ngôi sao 35 tuổi này tiết lộ, Messi chắc mẩm quá trình gia hạn hợp đồng diễn ra suôn sẻ và không hề cho phương án B cho tương lai của mình. Đến khi nhận được thông tin, Leo ngỡ ngàng, xen lẫn bất lực. Anh ngậm ngùi rời Camp Nou trong nước mắt, chuyển tới PSG, đội bóng chưa bao giờ anh yêu thích. Và như người ta vẫn thường nói thì phần còn lại đã là lịch sử. Messi lấy vía dinh về chiếc cúp vàng World Cup mà anh hằng mong mỏi. Tuy nhiên, sự nghiệp tại câu lạc bộ của anh không thực sự là suôn sẻ, nếu không muốn nói là đượm buồn. Anh thất bại trong việc giúp đội chủ sân công viên Cao Hoàng Tử tiến sâu tại đấu trường Champions League và nhận về vô số chỉ trích cùng những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà. Quá đáng đến nỗi ở trận đấu cuối cùng của Messi tại PSG, những tiếng la ó ấy vẫn không ngớt. Mặc cho những gì Messi cống hiến tại Pháp trong 2 năm qua không hề nhỏ, đặc biệt là tại đấu trường Ligue 1. Tuy nhiên, chứng đó là không đủ với những cổ động viên tham lam tại thành Paris. Hình ảnh Messi nở một nụ cười ẩn ý trong lễ ăn mừng trước khi bỏ về sớm cùng gia đình có thể xem là sự giải thoát dành cho anh. Và giờ, Leo đang mong mỏi trở lại mái nhà xưa Barcelona trong vòng tay trìu mến của hàng vạn culé sải bước trên thảm đỏ Camp Nou, nơi anh nhận được sự kính trọng hết mực. Kịch bản ấy rõ ràng rất đẹp. Và với Barcelona đó là cơ hội để họ sửa chữa sai lầm năm xưa khi đã đánh mất đi linh hồn của đội bóng. Đồng hồ đang đếm ngược. Và theo nhà báo Angel Perez và Xavier Muniz của Mundo Deportivo, họ tin rằng 48 giờ tới sẽ mang tính chất quyết định với đội chủ sân Camp Nou. Khả năng thành công của nhà đương kim vô địch La Liga trong việc chiêu mộ Messi sẽ nhanh chóng có kết quả. Trong khi đó, Sport tin rằng ngày 6 tháng 6 tại Tây Ban Nha là thời hạn để các bên đi tới quyết định cuối cùng. Nếu chủ tịch La Liga Javier Tebas bật đèn xanh cho tình hình tài chính của Barcelona, phi vụ Messi tái hợp câu lạc bộ xứ Catalonia sẽ trở nên khả thi. Một kịch bản trong mơ với các culés. Và đúng thực, với những thông tin mới nhất, ban tổ chức giải đấu cao nhất xứ sở bò tót đã mở đường cho Barcelona đón Messi quay trở lại. Các kế hoạch, giấy tờ Barcelona soạn sẵn cho thương vụ đã được hội đồng thẩm định của La Liga đồng ý. Phía đại diện xứ Catalan tin rằng, ngay cả khi phía câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út vào cuộc một cách quyết liệt cùng đề nghị biến Leo thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới, thì họ vẫn sẽ nắm lợi thế.
bởi mấu chốt nằm ở mong muốn của Lionel Messi. Và theo những gì chúng ta biết về ngôi sao trọng tình nghĩa này, hết 90% trái tim thôi thúc Leo quay trở về, chơi đúng ở sân bóng mà anh thuộc về. Ngoài ra, Sport tin rằng Barcelona đang cố đưa ra một lời đề nghị lương không kém phần hấp dẫn và cho thấy thiện ý hết mức của họ trong tình cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Con số 25 triệu mỗi mùa chẳng bó bèn gì so với 400 triệu mà Al Hilal sẵn sàng. Nhưng đó là tất cả những gì Barcelona có thể bỏ ra để đón đứa con lưu lạc về nhà. Hôm ngày 5 tháng 6, ông Jean Messi, bố của Leo, cũng đã có cuộc họp với chủ tịch Barcelona, Joan Laporta. Thỏa thuận giữa các bên không hề dễ dàng, nhưng miễn là đại diện xứ Catalonia cho thấy ý chí, sự quyết liệt, họ sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý từ nhà vô địch World Cup 2022. Và theo thông tin mới nhất từ nhà báo Carmen Torres của The Marca, chủ tịch Laporta, ông Jean Messi đã thống nhất sẽ có một cuộc gặp khác sau khi ban tổ chức La Liga chính thức bật đèn xanh cho Barcelona trong thương vụ tái hợp Messi. Nhà báo này cũng nhắc nhẹ rằng Barcelona giờ có thể gửi lời đề nghị chính thức cho El Bunga. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn chồng chất. Như đã nói, ban lãnh đạo Barcelona đang có phần tỏ ra bất lực trong việc giải quyết những gánh nặng tài chính, qua đó đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ban tổ chức La Liga trong việc đăng ký cầu thủ mới. Muốn gửi lời đề nghị cho Messi, Barcelona buộc phải thực hiện một trong những việc quan trọng và cấp thiết: bán cầu thủ. Nhưng đây lại không phải là câu chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nên nhớ, Barcelona hiện vẫn đang theo quy tắc 40%, chứ chưa thể về 1-1 vì vẫn chưa thể thực hiện được phần nào trong kế hoạch. Và thêm một lưu ý, dù Messi có muốn chơi với số tiền tượng trưng để hỗ trợ tình hình tài chính ngặt nghèo của câu lạc bộ, nhưng La Liga không cho phép điều đó, theo nhà báo địa phương Fernando Polo. Vì thế, dù Barcelona đang lên kế hoạch gửi cho Messi lời đề nghị chính thức, nhưng đội bóng xứ Catalan lại không thể đảm bảo El Bunga sẽ được đăng ký trong danh sách đội hình. Bổn vũ soạn lại chắc chắn sẽ khiến Messi phải suy nghĩ nhiều, vì anh đã chán việc đặt tương lai của mình vào thế bị động. Nhưng theo một số nguồn tin thân cận của ngôi sao người Argentina, anh sẵn sàng đợi lâu hơn dự kiến ban đầu vì tình yêu dành cho Barcelona. Do vậy, Leo vẫn muốn chốt xong bến đỗ mới trước khi lên hội quân cùng đội tuyển Argentina vào thứ hai tuần sau. Qua đây, có thể thấy tình hình vẫn đang khá bế tắc. Hai năm trước, Barcelona để mất cầu thủ hay nhất lịch sử của họ. Khi ấy, đội bóng bị biến thành trò cười, và Messi cũng phải hứng chịu những đả kích không hề nhẹ. Lần này, cả hai đều không muốn quá khứ đau thương ấy tái hiện. Dựa trên những động thái gần đây, dễ thấy Messi ưu tiên chơi bóng cho Barcelona, nơi anh được đào tạo, bước lên tầm cao mới và giành chiến thắng. Sân Camp Nou cũng chứng kiến rất nhiều kỷ niệm đẹp với Leo, người không hề nói chơi với ý định về lại Barcelona. Bằng không thì anh đã sớm đồng ý tới Ả Rập Xê Út hay Mỹ để nhận mức đãi ngộ khủng khiếp rồi. Thậm chí, phái đoàn của Messi được cho là vừa tổ chức cuộc họp với Al Hilal, hoãn việc chuyển đến Saudi Pro League dự kiến đến năm 2024. Leo đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại thuộc về chính Barcelona. Tuy nhiên, mọi thứ đến giờ vẫn chưa có phần rõ ràng. Bởi vậy, nếu Barcelona lại mất Messi một lần nữa, đội bóng chỉ có thể tự trách mình vì những hành động lưỡng lự, hoặc nói đúng hơn là tỏ ra bất lực. Người hâm mộ cũng đừng chỉ trích hay giải biểu Leo hám tiền. Đời cầu thủ thì rất ngắn, họ luôn phải đối mặt với áp lực, chọn ra hướng đi phù hợp nhất. Trong thời gian khoác áo PSG, Messi chưa bao giờ quên được tháng ngày đá cho Barcelona. Anh thậm chí úp mở khả năng tái hợp câu lạc bộ cũ và đã thực hiện vô số hành động bật đèn xanh cho Barcelona. Nhưng nếu Laporta cùng các cộng sự cứ mãi phanh đèn vàng, thật khó trách Messi sẽ đặt chữ tiền lên trên chữ tình.